Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế Chiến bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ hạnh chân biên tập bình minh thời gian ngày 15 tháng 8 năm 2011 địa điểm Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội Hồng Kông tập 541 chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô lượng thọ kinh dạy Trang 695 Bắt đầu xem từ hàng thứ nhất Sở tác như phạm Chí tẩy tâm dị hành Đều khuyên phúng trì kinh giới mấy câu này trong kinh văn sở tác như phạm tất tự hối quá cứ a tự thiện triêu văn tịch cải phúng trì kinh giới như bận đắc bảo Tẩy tâm dị hành Mấy câu này đều khuyên chúng ta Phải Phụng trì giới kinh Tựa đề của phẩm này Là như bần đắc bảo Hoàn toàn là từ trên ví dụ Đặt tên Nên biết Phụng trì giới kinh Như nghèo được của báo Là nông cốt của phẩm này Đức Thế Tùng Đủ lòng từ bi lớn khai thị Người nghèo được trân bảo Tức dập tắt mọi đau khổ Từ đây an vui không ưu tư Ở đây là lấy báo dĩ dời diệu dụng của kinh giới Hơn nữa Người nghèo được trân bảo Tức là mạng căng trói buộc Tự nhiên toàn lực hỗ trì Không thể đánh mất Ở đây khuyên người tu hành Phải thỏ trì giới kinh Nên phải tự phụng trì Như giữ đầu con mắt Nếu có sai phạm Nhanh chóng xám hối Thề không tái phạm Ý này đã nói rất rõ ràng Phẩm này Lấy ví dụ Một người nghèo Đạt được trân bạo Đức Thế Tôn Lấy ví dụ này Khuyên chúng ta Ngay trong đời này Gặp pháp môn này Gặp bộ kinh này Tâm tình giống như Nghèo khó được của báo vậy Đây là Đức Phật từ bi vô tận Khai thị cho chúng ta Báo chính là dí cho bộ kinh này Dĩ như trong kinh nói về giới tướng Phẩm trước nói cho chúng ta Về ngũ giới thập thiện Học Phật Có tám dạng bốn ngàn pháp môn Tịnh độ không ngoại lệ Cần phải biết Đều kiến lập trên nền tảng của ngũ giới thập thiện Nếu lãng quên ngũ giới thập thiện Thì đời này nhất định trôi qua làng vị như trước đây thầy lý thường nói người niệm phật nhiều người giảng sanh ít thậm chí ông đem đồng tu ở liên xã ra làm ví dụ Ông thành lập liên xã Ở Đại Trung Lãnh đạo mọi người Cùng nhau tu niệm Phật Được 10 năm Tôi mới quen ông Mười năm này Đồng tu của liên xã Có khoảng hai mươi vạn người Ông vô cùng vất vả Khi tôi quen ông đã 70 tuổi Tôi ở Đài Trung 10 năm Khi tôi ra đi ông 80 tuổi Quý vị tự nghĩ xem Liên xã có hơn 20 dạng người tu Mỗi người này Mỗi tháng Hy vọng gặp ông một lần Nên ông tổ chức liên hữu Thành khóa niệm Phật Tất cả có 48 khóa Quý vị nên biết Hơn 20 vạn người 48 khóa Nhân số của mỗi khóa Chúng ta cũng đã biết đương nhiên không phải mỗi người đều có thời gian đều có cơ hội gặp ông trong khóa này người rảnh rỗi hy vọng được gặp thầy mỗi tuần một lần bởi thì, công việc của ông Tận mắt chúng tôi chứng kiến Đại khái là Lượng công việc Của năm người bình thường Chỉ tiếp khách thôi Cũng cần rất nhiều thời gian Gặp khách nhất định Nói Phật Pháp cho họ nghe Khuyên mọi người niệm Phật Thời, thời gian khoảng 2 tiếng việc này mỗi ngày đều có các lớp khác nhau mỗi ngày nhất định dành hai tiếng để tiếp kiến đại chúng ngoài việc này ra ông còn là bí thư chủ nhiệm ở phụng thị quan phủ đây là công việc chủ yếu của ông phải xử lý công vụ vì công việc quá nhiều cho <laughs> nên mỗi buổi sáng đều đến phụng thị quang phủ xem một lát à, hai... còn là Đó, giáo thọ của hai trường thứ nhất là đại học y khoa một trường khác nữa hình như là đại học phùng giáp giáo thọ của hai trường làm giáo thọ tốt hơn một chút một tuần chỉ đi dạy một lần không phải ngày nào cũng dạy ngoài ra chính là giảng kinh dạy học dạy những học sinh như chúng tôi Vậy chúng tôi một tuần một lần ba tiếng đồng hồ Mỗi tuần một lần Giảng kinh Tuần một lần vào thứ tư Vậy cổ văn tuần một lần vào tối thứ sáu Thời gian của ông sắp dày đặc Nếu như muốn gặp ông phải hẹn thời gian trước một tuần Trong vòng một tuần là không thể Quả thật ông không có thời gian Lúc đó chúng tôi thấy Một người 70 tuổi Mười năm giống một ngày Mười năm sau vẫn như vậy Ông rất mạnh khỏe 97 tuổi ra đi Học trò chúng tôi dự đoán ít nhất Ông có thể sống đến 120 đến 130 tuổi Căn cứ thể lực và trạng thái tinh thần của ông Vì sao ông ra đi trước như vậy Đây là do thiếu người chăm sóc Mà bản thân ông là bác sĩ Là thầy thuốc bác rất giỏi Chứ vị đồng tu Trong liên xã Vô cùng thương yêu tôn kính ông Ông đến liên xã Đến thư viện Đều có đồng tu làm điểm tâm mời ông dùng Mà ông tuyệt đối không cự tuyệt Mà khi quý vị đưa cho ông Ông ở trước mặt quý vị ăn hết trả bát lại Khiến quý vị sanh tâm hoan nghị Từ bi đến như thế lần này làm mì là mì sợi chắc là để hơi lâu vì mì sợi cứng là từng bỏ từng bỏ đều có chất chống ẩm không có chất chống ẩm không thể để lâu được khi ông ăn xong biết mì này không bình thường Trở về dùng thuốc dạy để quá giải Lần thứ nhất ăn không sao Đến nửa năm sau gặp lại một lần nữa Ông vẫn ăn bình thường Khi trở về dùng thuốc giải thì không còn gì Độc này đã lan rộng vậy thì lần này bị thiệt thòi đổ bệnh hơn ba tháng tôi đến thăm ông nhiều lần mỗi lần đều dặn dò tôi đừng đến quán ăn thức ăn ăn gì cũng phải cẩn thận ngửi thấy mùi vị khác thường lập tức dứt bỏ Ông nói rất nhiều lần Nên tôi có ấn tượng rất sâu Cho nên ông bị trúng độc thực vật Tổn thương nội tạng Nên đã ra đi sớm hơn Nếu không tôi tin rằng Ông sống đến 120 tuổi thì quá nhiều Nhưng ít nhất cũng phải hơn 100 tuổi ngày nay đối với việc ăn uống, người ta làm không đáng tin cậy, nhất định bản thân phải có thường thức, bản thân có tính cảnh giác cao độ, tốt hơn là nên ăn ít, đừng tham ăn quá. Điều này tổn thương nghiêm trọng cho chính mình. vì sao không hành trì được ngũ giới thập thiện chúng ta cần phải biết ngũ giới thập thiện trong tam phước nó đứng ở vị trí nào Thứ nhất là Chiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Thứ hai Từ tâm bất sát Thứ ba Tu thập thiện nghiệp Ngũ giới đặt ở điều thứ hai Thỏ trì tam quy Cụ túc chung giới trong này bao hàm ngũ giới ngũ giới cao hơn thập thiện thập thiện cao hơn hiếu thân tôn sư từ tâm bất sát chúng ta sẽ biết vì sao ngày nay không thực hành được ngũ giới không thực hành được thập thiện vì quý vị không có nền tảng của hiếu thân tôn sư Chữ thân tôn sư là gì là đệ tử quy bởi vậy tôi không có chút nghi hoặc lo lắng nói rõ ràng chắc chắn như quý vị đồng tu không học đệ tử quy quý vị không học phật được chắc chắn không có thành tựu trong phật pháp thực sự có thành tựu đó là học giả Quý vị <laughs> có thành tựu về Phật học Nhưng không có thành tựu về phương diện học Phật Đây là tâm đắc suốt 60 năm học Phật của tôi Tôi tìm ra nguyên nhân này Cổ nhân có thành tựu là vì từ nhỏ họ đặt những nền móng này Bản thân tôi ngay trong đời này Có được chút thành tựu này Chính là Lúc nhỏ có tiếp thu được Một ít truyền thống văn hóa Lúc nào trước 10 tuổi Em tôi nhỏ hơn tôi 6 tuổi Nhưng hoàn toàn không tiếp thu được nền truyền thống này Quý vị hỏi em tôi nó không biết gì Đặt nền tảng giáo dục Lật then chốt của sự thành bại Quả thật như xây nhà lầu vậy hiếu kính là nền tảng tớ cho rằng hiếu kính không tệ nhưng nếu so với tiêu chuẩn của cổ nhân thì thua xa hiện nay có ai học theo cổ nhân chăng không còn ai bởi vậy phật pháp có thể kéo dài chăng Trong lòng chúng ta vô cùng bi quan Nhưng có một tí hy vọng Tí hy vọng đó là gì? Chúng sanh quả phước Phật Bồ Tát sẽ thừa nguyện tái sanh Để cứu độ chúng sanh Ngoài điều này ra nếu muốn vô biên chúng sanh này Khiến họ quay đầu Nỗ lực học tập từ nền tảng căn bản này Hầu như là không thể Đương nhiên Chứ Phật Bồ Tát Từ bi cùng cực Chúng sanh có tâm học thiện Chúng ta tin tưởng sâu sắc Họ sẽ tái lai Giáo quấn trong kinh điển này Đích thực Từng câu từng chữ Đều không được lơ lạc Người nghèo được của báo Như vậy là đã phát tài Không lo lắng về cuộc sống vật chất Nên an vui vô ưu Đây là dùng trân bảo Để ví dơi giới kinh Giới kinh chính là trân bảo chúng ta đạt được cũng là không ưu sầu đặc biệt là khi thiên tai xuất hiện sẽ không bị sự lo lắng xâm chiếm thiên tai đến có hai tình huống một loại là có cộng nghiệp với thiên tai này Có cộng nghiệp Nhất định qua đời trong thiên tai Qua đời đi đến nơi tốt lành Đến thế giới cực lạc, Đây không phải chuyện xấu Là việc tốt Vô lượng quan hỷ Đời đời kiếp kiếp từ vô lượng kiếp đến nay Luôn hướng đến thế giới Tây Phương cực lạc Cuối cùng đã đạt được à, Ngày ngày muốn thân cận Phật A-di-đà Rỗ cuộc cùng mãn nguyện Điều này quan hỷ biết bao Nếu bản thân chúng ta Không ở trong cộng nghiệp này đó là người nào đó là người gánh giá trách nhiệm sau thiên tai có sứ mạng tái lập trái đất những người này không phải người bình thường họ là Đại từ đại bi Là bậc đại nhân đại hiếu đại nghĩa Họ gánh giác công việc Cải thiện sau thiên tai Phải dạy tốt nhân dân phải dẫn dắt địa cầu đến cạnh giới tốt đẹp hơn hưng thịnh hơn như vậy chúng ta sẽ biết việc lớn lao này Đương nhiên là Phật Bồ Tát sắp đặt Tùy thuận giáo dục Phật giáo Chính là tùy thuận quy luật đại tự nhiên Bộ kinh này Pháp môn này Một câu sáu chữ hồng danh này là trơn bảo vô thường bão Là của báo trong các của báo Diệu dụng Chính là suốt ngày không rời ừ. danh hiệu Di Đà Đây là khuyên người tu hành phải thỏa trì kinh dự à, e Tiếp thu bộ kinh này Trong kinh Chúng ta chọn phẩm 32 đến phẩm 37 Phẩm 37 chính là phẩm này Đây là phẩm sau cùng Sáu phẩm kinh này là trong kinh vô lượng thọ nói về giới luật chúng ta phải như hộ đầu mục nghĩa là giống như giữ đầu bảo hộ con mắt chỗ quan trọng nhất trên toàn thân Gặp thiên tai Phải giữ gìn tốt hai chỗ này Những chỗ khác bị thương dễ trị Nếu có thiếu sót phạm phải Cần nhanh chóng sám hội Thề không tái phạm Nếu có trái phạm lập tức sám hội Cảm Sám hối là sao? Về sau không phạm là chân thật sám hối Điều này khi mới học Phật Đại sư chương gia Đại sư dạy tôi Phật Pháp trọng thực chất không trọng hình thức Thực chất là gì? Thực chất là về sau không tái phạm Hôm nay sám hối ngày mai tái phạm Như vậy không phải sám hối đó chỉ là hình thức Bỏ ác tu thiện Sửa đổi sai lầm Tu chỉnh tương lai Hai câu này Chính là từ bỏ hành vi ác Sai trái trong quá khứ Quá khứ tạo ra những ác hành không như Pháp trái với những điều nói trong giới kim chính là thị phi chính là hành vi ác phải dứt bỏ phải xả bỏ điều này ngày nay chỉ tu các thiện nghiệp bây giờ làm đúng với tâm động niệm ngôn ngữ tạo tá đều tương ưng với giới kinh gọi là thiện nghiệp sáng nghe chiều sửa đổi gọi là nghe theo điều thiện như dòng nước biết sai lập tức sửa đổi người thế gian đọc sách thánh Hiền họ đều có thể nghe xong quan hỷ người khác nói lỗi lầm của họ cung cung kính kính tiếp thu cảm ơn người đó là Nếu như hiểu lầm Họ ngộ nhận nên phê bình mình Ta không có lỗi lầm đó Vậy mà họ lại phê bình Nên dùng thái độ như thế nào Dẫn cung kính tiếp nhận Cảm ơn họ chỉ giáo đường thái tông đã gặp phải. Người ta phê bên ông, nói ông sai trái. Đường thái tông chỉ cười rất cảm ơn họ. Khi người đó đi rồi, những người bên cạnh nói: hoàn thượng, ngài không có, là ông ấy sai, ông ấy hiểu lầm. Nói sai hoàn toàn Ông nói là đúng Nếu ta không chân tâm thành tâm Tiếp nhận ông ấy Sau này không có ai dám nói lỗi của ta Như vậy ta mãi mãi không nghe được Thành tựu chính trị một đời của Thái Tông Là nhờ khiêm tốn hiếu học Có thể bao dung người khác Cho dù là ngộ nhận cũng cảm kích Vì họ có tâm tốt Giúp ta sửa đổi chính mình Người nghe Có cần sửa đổi Nếu không thì cố gắng thêm mình không có cần phải chú ý về sau đừng để phạm sai lầm đó à, luôn luôn khiêm tốn cảm ơn nên họ có thành tựu làm thiện như dòng nước chảy biết sai lập tức thay đổi Người này tu hành mới có thành tựu Niệm Phật chắc chắn giảng sanh Vì giới Tây Phương cực lạc Quang nghênh chúng sanh Có tâm thái này Tẩy tâm dị hành Gột rửa có nghĩa là tẩy rửa Gột rửa tâm tức là tẩy trừ tâm ô nhiễm Tâm ô nhiễm là gì? Tư tưởng sai lầm Kiến giải sai lầm Đây là tâm ô nhiễm Dĩ hành, hành là hành vi Chúng ta nghĩ sai, thấy sai Tự nhiên nói cũng sai, làm cũng sai khi sửa đổi tư tưởng và cách nhìn nhận sai lầm của ngôn ngữ và hành vi đương nhiên cũng thay đổi theo. Dị là chỉ biến dị là bỏ ác hướng thiện bỏ tà heo chanh tránh cái nhỏ hướng đến cây lớn bỏ ngụy giữ chân tất cả những điều này đều gọi là dị hành ác à, là trái với ngũ giới thập thiện sát đạo dâm vọng tử là ác à. không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không dòng ngự không uống rượu là thiện đối với giáo huấn của thánh hiền đây là chánh chánh thuyết trái với giáo huấn của thánh hiền là tà thuyết tà tri tà kiến thánh nhân của phương đông đức phật nói Tất cả chúng sanh vốn là Phật Đây là chánh tri chánh kiến Cổ nhân nói Tánh người vốn thiện Đây là chánh kiến Người phương Tây không thừa nhận Người là thiện họ khởi xướng con người đều là ác con người đều là tự tư nếu ai đó khởi ý niệm giúp người khác nhất định người này có dùng ý riêng họ có ý đồ hoàn toàn trái với người phương đông Lúc này chúng ta nên học theo cổ nhân Hay là học theo người phương Tây Người bây giờ sùng bái Tây học Phủ nhận tổ tâm Không tin thế gian của thánh nhân những gì thánh hiền dạy trong mắt họ cho rằng những kẻ thông minh này tìm cách hãm hại nhân dân để duy trì thế lực phong kiến của họ họ có tư duy như thế ai sai ai đúng ai chánh ai tà ngày nay xã hội động loạn địa cầu xuất hiện thiên tai đây là nghiệp nhân chiêu cảm quả báo ngay trước mặt nhân của thiên tai là gì chúng ta nên dùng tâm thái nào để ứng phó tây học không có cách hiện nay họ nôn nóng đến phương đông tìm Đến Ấn Độ tìm Hy vọng có thể tìm ra phương pháp hóa giải kiếp nạn Cho dù có tìm ra Họ có thể tin chăng Có thể như Đại sư Ấn Quang nói Dùng dùng tâm chân thành để đối đãi chăng một phần thành kính được một phần lợi ích nếu như không có tâm thành kính họ mang tâm lý gì tâm hoài nghi thử xem coi có hiệu quả hay không như vậy sẽ rất khó khăn thời đại nhà đường đại sư huệ năng khai ngộ do nguyên nhân gì sư thần tú đi theo ngũ tổ ít nhất cũng có hai ba mươi năm Mọi người đều biết Sư là đại đệ tử của ngũ tổ Là trợ giáo của ngũ tổ Khi tiếp đại chúng thường thay ngũ tổ thuyết pháp Nhưng không được truyền y bạc Mà lại truyền cho Ngài Huệ Năng trong mắt mọi người Ngài Huệ Năng không có chút sở trường nào Người nông thôn rất quê mùa Ngài có thể hiểu được gì Thật sự nhận ra Ngài Chỉ có mình ngủ tổ Không ai nhận ra Ngài Nguyên nhân gì lại truyền y bác cho Ngài Tôi từng nói Tâm thái học tập Của sư thần tu Tổ sư Ấn Quang Nói thành kính Sư thần tu có một trăm phần thành kính Nên đạt được một trăm phần lợi ích Nhưng Ngài Nguyễn Năng có giảm phần thành kính nên đạt được giảng phần lợi ích không giống nhau không liên quan đến thời gian học tập dài hay ngắn không liên quan đến việc biết chữ hay không và có nghe giảng kinh hay không Then chốt ở chỗ thành kính người hiện nay đều không có thành kính không nói đến thành kính cho rằng thành kính là thứ của thời phong kiến thời đại ngày xưa là những bậc đế dương thông minh dùng nó để lừa gạt trăm họ có người bây giờ dùng tâm thái gì đều phải hoài nghi đặt dấu hỏi nếu nói tốt hãy đem chứng cứ ra chứng minh quý vị là người tốt tâm thái đó không thể học được đạo thánh hiền Cửa ải của họ quá chật Đối với cổ nhân cũng hoài nghi Nên họ diễn diễn Không khai ngộ Diễn diễn không học được gì dù nỗ lực, dù siêng năng Thì có thể học được vỏ bọc bên ngoài Học được chút thường thức Ngày nay gọi là Phật học Học Phật là điều họ không làm được Học Phật phải bắt đầu từ hiếu thân tôn sư Phải bắt đầu từ chân thành Từ cung kính Không phải Phật không từ bi Không phải Phật Bồ Tát keo kiệt, keo Pháp Không phải Nói thật Phật Bồ Tát không có gì cho người Tất cả những gì Phật Bồ Tát nói ra Đều là tự tánh quý vị dũng có Trong tự tánh chúng ta Vậy tại sao không thể hiển lộ chính là vì cống cao ngã mạng không có tâm thành kính khiến cửa ai của quý vị bị bế tắc tự tánh chúng ta có vô lượng trí tuệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hào tất cả đều không hiển lộ được nếu mở được cánh cửa này không phải liền hiển lộ ra ư không có gì khác với chư phật như lai Vì sao ta không buông bỏ những chướng ngại đó Vấn đề là ở đây Ta không thể không biết Lòng từ bi mà chư Phật Bồ Tát Đối với tất cả chúng sanh Tâm thái của chúng ta không cảm nhận được Đức thực tự bi đã cho quý vị Giới cho chư Phật Bồ Tát không có gì khác Nhưng chư Phật Bồ Tát có thể tiếp thu Có thể được lợi ích Còn quý vị bài xích không tiếp thu Nên không đạt được lợi ích Trong kinh Đức Phật nói rất nhiều Bản thân chúng ta cũng nói được Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Tâm tưởng ta không thành kính Không nhân không nghiện Nên đối với chúng ta Phật Bồ Tát cũng hết cách chỉ đành đứng nhìn xem quý vị đến lúc nào quay đầu chỉ cần vừa quay đầu tâm thành kính liền sanh khởi ngay cần học thành kính chăng không cần học Trước đây khi tôi ở Đài Loan Có một người vô cùng bình thường Nhìn thấy tưởng giới thạch Thái độ cung kính hình như Tự nhiên hiển lộ ra Đâu có ai dạy ông ấy Hạ thấp âm thanh khi nói Bước chân chậm lại Hành động nhẹ nhàng Tâm cung kính đó của họ tự nhiên xuất hiện Đích từ không có ai dạy ông cả Đều là từ nội tâm Nên thành kính bên trong mà thể hiện ra bên ngoài Quả không sai chút nào bởi thế bỏ ác hướng thiện bỏ tà theo chánh tránh nhỏ hướng lớn bỏ ngụy giữ chân phải hành trì phải thật hiểu như vậy tức là tự nhiên hàng phục nhất định đạt được sở nguyện nếu thực sự y giáo phụng hành sẽ tự nhiên cảm ứng Phật lực âm thầm gia hộ Tam bảo âm thầm gia hộ chúng ta Phạm nguyện cầu những gì đều được viên mạng Ở đây có thể thấy Có cầu đệ tử nhà Phật Có cầu tất ứng Chúng ta đã xóa bỏ đệ tử Phật môn Đổi thành Pháp Thế xuất thế Có cầu tức ứng Cầu với ai? Cầu trong ý niệm Nghĩ điều gì Nó liền hiện điều đó Chúng ta nghĩ thiện Cảnh giới thiện hiện ra Chúng ta nghĩ ác à. Cảnh giới bất thiện hiện tiền Chẳng có bộ pháp nào không phải tâm hiện thức biến Cho nên tự được cảm ứng Tất cả nguyện cầu Đều được viên mạng Nguyện thiện Hiện viên mạng Niệm ác Ả viên mạng Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Nương vào giáo huấn của Kim giới đó là thiện nguyện Đó là thiện viên mạng Trái với kinh giới Đó là nguyện ác Ác viên mạng Đại thiên tai là ác viên mạng Hiểu rõ ràng minh bạch đạo lý Mới biết được trong Phật giáo không có mê tín, Không có giọng ngữ Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn bên dưới Đoạn kinh văn này là Phật quá chánh giáo Đại đồng chi trị Nói còn hay hơn quan bị hơn So với chương lễ giận đại đồng trong lễ ký Nói như người bây giờ Trong chương kinh giang này có hai hàng rưỡi là lý tưởng xã hội đại đồng trong Phật Pháp. Phật sở hành xứ Quốc ấp khâu tụ Mỹ bất mông hòa Thiên hạ hòa thuận Nhật nguyệt thanh minh Phong vũ dĩ thời Tai lợi bất khởi Quốc phong dân an Binh qua vô dụng Xuân đức hưng nhân Vũ tu lễ nhường Quốc vô đạo tặng Vô hữu oan uổng Cường bất lan nhược Các đắc kỳ sợ. Tất cả có 15 câu Một câu bốn chữ Có thể qua 60 chữ Là thế giới đại đồng Trong lý tưởng Phật Pháp Thế giới đại đồng có thể xuất hiện chăng Xem quý vị có làm được hay không Nếu thực hành hết 15 câu này Thế giới Đại Đông sẽ hiện tiền Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ Đoạn Kinh doanh này Tượng trưng từ đức vô lượng của đức phật đức lớn của lòng từ bi phật sở hành sự chỉ nơi phật hành hóa tức là nơi phật đến lại kim chỉ nơi lưu hành phật pháp trong đời sau câu sau cùng này nói rất hay thông thường khi chúng ta giảng kinh câu này nói rất rõ ràng phật sở hành sự là nơi phổ biến giáo dục của phật ở đây quan niệm tổ nói nơi phật pháp lưu hành vẫn dễ bị người ngộ nhận nên chúng ta trực tiếp nói là giáo dục của Phật à, Giáo dục Phật giáo, Phật giáo chính là giảng kinh thuyết Pháp Khu à, vực giảng, giảng kinh dạy học gọi là Phật sở hành xứ Quốc là quốc gia ấp ở đây gọi là thôn làng. ấp cũng có thể nói là thành thị. Khưu có hai nghĩa, một là gò núi, hai gọi là tứ ấp, nghĩa là khưu người là nhất khưu. Khu là nơi ở tập trung Tụ là tụ lạc Thôn lạc Giọng Tây nói Một thôn nhỏ gọi là tụ Dùng cách nói như bây giờ Quốc là quốc gia Ngày trước quốc đại khai chính là thành thị đô thị ấp ngày nay chúng ta gọi là trấn cưu chính là làng tụ là thôn một thôn Ý nghĩa chính là như vậy Bất luận là đô hội Hay là một thị trấn Một khu Nhỏ như một phương từ nhỏ đến lớn nơi chúng sanh cư trú những nơi này có giáo dục của phật nên ngày xưa sự diễn am đường đều là cơ cấu thúc đẩy giáo dục phật giáo giống như trường học vậy người xuất gia sau khi xuất gia mục đích của họ là gì Là hiến thân Cho công tác giáo dục Phật giáo Giống như các bạn trẻ Chọn học trường sư phạm Tốt nghiệp xong làm gì? Làm thầy giáo suốt đời làm công tác giáo dục xuất gia chúng ta suốt đời phụng sự công tác giáo dục phật giáo là vì mục đích này mà xuất gia Từ dạy học Dạy học là tuyến đầu tiên Trực tiếp tiếp xúc với học sinh Với quần chúng Tuổi tác lượng nghỉ hưu Điều này khi tôi mới học Phật Mới xuất gia thường nói Tôi có suy nghĩ Nhận xét như vậy Trước 40 tuổi Nhất định phải thành tựu đức hạnh Và học vấn của mình Nỗ lực học tập 20 năm từ 40 đến 60 tuổi Phải theo công tác dạy học Làm giáo viên À, sau 60 tuổi nghỉ hưu Tuổi tác đã lớn Dạy học suốt 20 năm Khi về hưu Làm công tác hộ trì Hộ trì nghĩa là công tác hành chánh trong trường Làm hiệu trưởng làm chủ nhiệm giáo vụ Làm chủ nhiệm quân đạo Ở vị trí nội hộ Ngoại hộ của Phật giáo Là học sinh tại gia Nội ngoại hộ trì Chánh Pháp Diễn diện trú thế gian Đó gọi là chánh Pháp thường trú Chánh pháp cựu trụ Mới có thể đạt được Hiện nay vấn đề đã phát sanh Không có hộ trì Thông thường làm trú trì làm quản lý không biết đào tạo đời sau nên phật pháp suy yếu không những suy mà dần dần giống như thiên chúa giáo nói có thể hai ba mươi năm sau tô giáo sẽ biến mất khỏi địa cầu Tánh đặc biệt của Phật Pháp Đích thực là lấy học vấn làm chủ thể Nói một cách nghiêm khắc Phật giáo không phải tôn giáo Nên tương lai tôn giáo biến mất khỏi thế giới Phật Pháp không như vậy Phật Pháp thay đổi Biến thành khoa học Biến thành triết học Nên Phật giáo ở thế gian Không phải lấy thân phận tôn giáo Như Thầy Phương Đông Mỹ nói Phật giáo là khoa học cao cấp Trí học cao cấp Như vậy tốt chăng? Không tốt Vì sao vậy? Vì đã mất đi tác dụng chân thật của Phật Pháp Tác dụng thật sự của Phật Pháp Là giúp chúng ta liễu sanh tử xuất tam giới Giúp chúng ta thành Phật Giúp chúng ta minh tâm kiên tăng Nó biến thành khoa học Biến thành triết học Sẽ không đạt được những ưu điểm Những lợi ích này Phật Pháp vẫn là tiêu diệt khỏi thế gian Nó biến chất Mùi vị hoàn toàn thay đổi Không đạt được lợi ích chân thật Cũng chính là giải hành của phật pháp nhận được sự yêu thích của đại chúng trong xã hội nhưng tu chứng của phật pháp không còn không còn chứng quả quả phải chứng như thế nào phải buông bỏ trong kinh nói rất rõ ràng Buông bỏ sự chấp trước Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian Không còn chấp trước Liền khôi phục tâm thanh tịnh trở lại Chứng quả a la hán Nếu buông bỏ luôn tập khí chấp trước đó chính là bích chi phật cao hơn một bậc so với a la hán chẳng những buông bỏ chấp trước mà phân biệt cũng không còn như vậy là chứng được quả vị bồ tát Không khởi tâm, không động niệm Đối với tất cả Pháp Thế suốt thế gian Xin chúc mừng quý vị đã thành Phật Quý vị đã chứng Phật quả Chứng quả Lợi ích thù tháng này Khoa học và triết học không làm được Không phải nói họ không làm được Họ không chịu buông bỏ Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước Đều không chịu buông bỏ Nên không thể chứng quả Nên không đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp Nếu muốn chứng quả Nhất định phải bắt đầu từ buông bỏ Hiện nay có cần chăng? Cần Đặc biệt là khi thiên tai ập đến Ta buông bỏ chấp trước Tất cả pháp của thế xuất thế gian Nhất định được sanh tịnh đồ Buông bỏ rồi Sanh vào cõi phương tiện hữu dư Buông bỏ rồi nhưng vẫn chưa sạch hết Sanh vào cõi phàm hẳn đồng cư Thực sự buông bỏ nhưng chưa sạch hết Hay nói cách khác chưa buông bỏ triệt để buông bỏ một phần còn lưu lại một phần buông bỏ một phần lớn còn có một phần nhỏ đây là chưa sạch hết thật sự buông bỏ là gọi phương tiện hữu dư nếu có thể buông bỏ phân biệt buông bỏ khởi tâm động niệm quý vị giảng sanh là quải thật bảo trang nghiêm nên phẩm vị tứ độ tam bội cửu phẩm của thế giới cực lạc Là từ đâu mà có Từ chỗ ta buông bỏ được bao nhiêu để nói Những phẩm vị này phải chăng là quá thật Nói với quý vị là không có Vì sao vậy? Vì thế giới cực lạc là thế giới bình đẳng Chắc chắn không có Vì sao phải nói tứ độ tam bối cử phẩm Là do vọng tưởng Phân biệt chấp trước của chúng ta Quý vị buông bỏ bao nhiêu Còn lại bao nhiêu Từ điểm này mà sinh ra Nhất định phải hiểu đạo lý này vì vậy tứ độ tam bội cử phẩm Không thể nói nó có Cũng không thể nói là không Nếu nói nó có Nó không phải quá thật Nếu nói là không Nó không phải thật không Nhất định phải hiểu rõ ràng Minh bạch chân tướng sự thật Chúng ta mới có thể đạt được Thọ dụng chân thật Nơi mà Đức Phật giáo hóa không có phân biệt Hoàn toàn là bình đẳng Xem khu vực này Mọi người Có vui vẻ đón nhận chăng Có bằng lòng tiếp thu chăng Phật độ người có duyên Duyên này không phải ở nơi Phật Duyên ở nơi Phật Dính diễn không thiếu Phật là từ bi bình đẳng Không có nặng nhẹ Sự yêu thích của chúng ta đối với Phật Pháp Phật liền đến Chúng ta bài xích đối với Phật Pháp Phật cũng không ra đi Sao lại nói không đi Ngài đang đợi Ở bên cạnh chờ đợi Khi nào quý vị quay đầu Cần Ngài ngay liền đến dạy quý vị, sư bi đến tổ cùng tình yêu của cha mẹ đối với con cái, không thể sánh với tình yêu của Phật đối với chúng sanh. Phật đối với chúng sanh Yêu thương dạng phần Cha mẹ yêu con cái chỉ có một phần Đời đời kiếp kiếp Không từ bỏ rời xa Đây là Phật Bồ Tát đối với chúng sanh Bất luận quý vị luôn lạc vào đường nào vẫn luôn quan hoài chăm sóc quý vị bản thân ta có thể tin có thể hiểu liền cảm ứng cảm ứng hiển hiện rõ ràng nếu là bài xích không tiếp thu cảm ứng này chúng ta không cảm nhận được gọi là cảm ứng âm thầm Phật Bồ Tát diễn diễn không rời chúng ta. Lời này là thật, nên thật sự có thể tiếp nhận. Có người nhiệt tâm đến dạy học, người ở đây có phước, không gặp chướng ngại. Phật Pháp thỉnh hành ở khu vực này Đó đều là nhờ tiếp thọ giáo hóa của Phật Cho nên nói Mỹ bất mong quá Không ai không nhờ Phật giáo hóa Đã được Phật giáo hóa Tức đều hàng phục giết tường ý của câu này là cảm động phật bồ tát cảm động thiên thần cảm động địa thần đều ở nơi khu vực này gia hộ nơi này được kiết tường Diễn diện không có tai hòa Diễn diện không có thiên tai Nói tóm lại Thiên hạ hòa thuận Mỗi người đều đạt được sở nguyện của mình trên đoạn kinh Giang này nói thiên hạ hòa thuận chính là thế giới đại đồng thế giới hòa bình giảng bang hòa thuận bang là quốc gia rất nhiều quốc gia trên thế giới đều sống hòa thuận Đối đãi bình đẳng Thiên hạ như một nhà Đầu tiên nói về nhân sự Vì sao vậy nhân tâm tốt Hành vi của con người tốt Thì quan cảnh cư trú sẽ tốt vì cần tùy tâm chuyển à, Nhật nguyệt thanh minh Gió mưa đúng thời Đây chính là người xưa thường nói Mưa thuận gió hòa Không có hạng tay Hạng là hạng hán hạ. Ngập úng là thủy tay Không có lỗ lụt không có gió bão Sấm xét Cũng tạo thành tai họa Trong phần tin tức chúng ta thấy Một lần sấm xét lớn Hơn 30 người bị xét đánh chết Điều này trước đây chúng ta chưa từng nghe Tôi sống đến 85 tuổi Đây là lần đầu tiên nghe đến Nói ngẫu nhiên tôi chỉ nghe nói Xét đánh chết một hai người Còn chưa từng nghe nói Xét đánh một lần chết hai ba mươi người Sao lại có hiện tượng này Những vấn đề này hiện nay gọi là tai hòa tự nhiên Không có Tai lợi bất khởi Tai là nói tai hòa Lợi là nói đến ôm dịch Không có núi lở đất sụp Hiện nay có Núi lở đất chìm Đất đột nhiên chìm xuống Các thảm họa Như động đất sóng thần Đại địa sụp xuống Đại địa sụp đổ chính là hiện nay nói hố tử thần Đất lúng xuống Lũ lụt quả hoạn Đau binh là chiến tranh những tai họa này đều không lại không có bệnh ôn dịch lan tràn không có những thiên tai nhân họa này Phật Pháp Giáo hóa nơi này Người nơi đây đều có thể tiếp nhận Phật giáo hóa Y giáo phụng hành Thiên tai hoàn toàn không có Hiện nay chúng ta quan sát tường tận Phạm là nơi có những thiên tai này Không có thánh hiền giáo hóa cũng không có Đức Phật giáo hóa Nơi nào có Thánh Hiền giáo hóa Có Phật giáo hóa Nơi này sẽ thái bình An nhiên vô sự Chúng ta bình tĩnh Quan sát kỹ càng Quả đúng là như vậy Rất rõ ràng Khi thấy rõ ràng minh bạch Mới biết đây là điều hay Không thể không cần đến Nếu không cần Vậy thì phải chịu khổ chịu nạn vì sao vậy <laughs> giống như ở đây nói lũ lụt do tâm tham chiêu cảm nên Đức Phật dạy chúng ta không tham Có người Không xa rời ngũ dục Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy Đối với điều này Đức Phật không cấm nghe vậy chúng ta phải biết tri túc phải có tiết chế đối với những dục vọng này không được quá độ quá độ thiên tai lập tức hiện tiện có tiết chế sẽ không bị Giới luật chính là tiết chỉ <laughs> Lệ của nho giáo chính là tiết chị Mỗi tôn giáo đều có tiết chỉ Chỉ có số ít người tu đạo Họ biết nhìn xa nhìn thấy quá khứ dị lại hy vọng ngay trong đời này ra khỏi lục đạo, ra khỏi mười pháp giới, thì phải hoàn toàn buông bỏ ngũ dục. Vì sao vậy? Vì luân hồi lục đạo là cây bóng của ngũ dục. Cũng, <laughs> cũng là nguyên nhân thật sự đầu tiên của luân hồi lục đạo Buông bỏ ngũ dục là không còn nữa Lục đạo không còn Ta à, tỉnh ngộ từ trong lục đạo Sau đó mới biết đây là một ác mộng Rốt cuộc cũng tỉnh ngộ Tỉnh ngộ là cảnh giới gì? Là tử thánh Pháp dân Thanh Thành văn, huyền giả, Bồ Tát, Phật Là cảnh giới này Thế giới thanh tịnh Thế giới này không có ô nhiễm Thế giới này không có thiên tai Thiên tai đích thực là do Ngũ dục dẫn khởi Ngũ dục là Tham sân si mạng nghi Động đất là ngạo mạn Ở đây nói vậy Sống thần là tham lam Hoài nghi Chiêu cảm nền khổ tử thần và đất núi sụp lở lũ lụt là tham tâm quả hoàng là sân nhuế đau binh là chiến tranh chiến tranh hưng khởi như thế nào đầy đủ năm độc Ôm dịch cũng là ác nghiệp chiêu cảm Chỉ cần chúng ta có thể làm nhà Tham sân si mạng nghi Từ trong nội tâm Sát đạo dâm vọng Tuyệt đối không được tùy tiện Trên Tên mặt tình cảm phải không chỉ Oán hận, não, nộ, phiền Không không chỉ là tạo ác nghiệp Khống chế định Nhất định phải có tiết chế Thiên tài nhân quả Được tự làm tự chịu Bản thân tâm hành bất thiện Chiêu cảm nền Không phải tự nhiên Tự nhiên Là thiện nhất Là đẹp nhất tự nhiên sao có thiên tai được không tự nhiên thiên tai mới xuất hiện chúng ta gọi đây là tai họa tự nhiên là hàm oan cho tự nhiên như vậy là tạo tội nghiệp đẩy thiên tai cho người khác không biết đây là tự mình làm tự làm tự chịu đây đều là quan niệm tạo nên sai lầm. chúng ta phải triệt để thay đổi sai lầm trước đây. về mặt lý, phật pháp nói vô cùng thấu triệt. học rồi không thể không phục. đặc biệt là hiện nay, học phật có thể đem những phát hiện gần đây Của khoa học và triết học Để đối chiếu Quý vị không thể không phục Người thật sự y giáo tu hành Ở nơi này Nước giàu dân an Quốc gia giàu mạnh sản xuất được mùa nhân dân an lạc không có binh biển càng qua nghĩa là không có chiến tranh binh biển càng qua là gì với chiến tranh bên trong không có đạo phỉ phản nghịch Bên ngoài còn có nước khác xâm lăng Nên có thể bỏ diệt giỏ Lo diệt văn Dừng can qua không dùng điện Điều này phải dựa vào đâu? Phải dựa vào giáo dục Phật giáo mọi người đều hiểu rõ ràng minh bạch chúng ta phải tiêu diệt ý niệm về thủ đoạn chiến tranh vĩnh viễn không có chiến tranh không có chiến tranh có thể lấy được chính quyền chăng không dùng chiến tranh có thể dựng nên một quốc gia chăng? Có thể. Trung Quốc ngày xưa có trường hợp này, không phải là giả. Trước thời Tam Đại của Trung Quốc Tam Đại là Hạ Thương Chu Đều không dùng chiến tranh Họ dùng gì? Dùng nhân nghĩa Dùng đạo đức Dùng giáo hóa Đã được chính quyền Được các nước khen ngợi Tôn trọng tuyển cử quý vị làm thiên tử vì đạo đức thành tích chính trị làm cảm động Khiến họ tự nguyện Xưng thần với quý vị Định thịnh giáo quý vị Phụ tùng với sự lãnh đạo của quý vị Không dùng chiến tranh Chỉ dùng giáo quả Dùng dạy học Hiện nay nói dùng văn hóa không dùng vũ lực đến cuối thời nhà chu lơ là đối với việc giáo dục lơ là việc giáo dục Thì điều gì khởi lên Đấu tranh khởi lên Xã hội động loạn Biến thành Xuân thu chiến quốc Động loạn này Trước sau khoảng gần 500 năm 500 năm nhà hạng không nhất đất nước lớn như vậy thống nhất trên mặt hành chính làm sao trị lý đất nước lớn như vậy nhiều dân tộc như vậy làm sao duy trì sự an định cho xã hội này hãng dọa để thông minh Tôi tin rằng Ông đạt được bí quyết từ cổ thánh hiền Kiến quốc quân dân giáo học di tiên Ông hiểu và thấu triệt câu nói này Nên triệu tập các đại thần Nghiên cứu nên dạy học như thế nào Thời chiến quốc, xuân thu chiến quốc chư tử bách gia tư tưởng học thuật rất hỗn loạn mỗi người, người nói đều có đạo lý Không thể đều dùng Vì sao vậy? Những chư tử bách gia này Đều tự cho rằng mình là đệ nhất Họ khốc phục người khác Nên chọn nhà nào mới tốt Như vậy là sai Đại đa số người trong đại chúng xã hội Đều có thể tôn trọng đều tôn kính, đều khâm phục. Đổng trọng thư giới thiệu đạo của khổng tử. Khán dọa đi là tiếp thu. Đây mới thật sự. khiến nhoa giáo trở thành phương châm giáo dục của trung quốc phổ biến trên toàn trung quốc khổng tử trước lúc này khổng tử không có địa vị sau khi được tuyển hoàng đế đã tôn sùng ông địa vị của khổng tử được nâng cao cao trên chư tự từ nhà hán đến nhà thanh hơn hai ngàn năm đều phụng hành đạo của khổng tử là dùng giáo dục không dùng vũ lực Đường Thái Tông thông minh Dùng vũ lực Đoạt được chính quyền Ông biết Vũ lực có thể đoạt được chính quyền Nhưng không thể trị quốc Trị quốc cần văn hóa Mười sáu tuổi Ông khuyên cha mình Khởi dậy tạo phạt Làm cô cách mạng Lúc 16 tuổi Sau khi bình định Động loạn xã hội đương thời Họ đạt được chính quyền Kiến lập nên thời nhà đường hai mươi tám tuổi ông làm hoàng đế còn rất trẻ đọc sách không nhiều trí nước phải có trí tuệ phải có phương pháp phải có kinh nghiệm thật sự phải có học vận tư khổng tử Ông ta từ Tam Hoàng Ngũ Đế ừ. Đến trước thời đại này là thời nhà Tấn Khoảng 2.500 năm 2.500 năm Tổ Tông lưu lại điểm tịch rất lớn Lúc đó có hơn 10.000 loại Hình như có khoảng hơn 18.000 loại những điển tịch này Phải tìm trong này Trí tuệ trị nước Phương pháp trị nước Kinh nghiệm trị nước Hiệu quả trị nước Ông hạ lệnh cho Ngụy Trần Những người bây giờ nói thành lập một tổ chức Tìm của báo trong cổ tịch Từ trong hơn 10.000 biển tịch Rút gọn lại thành hơn 1.000 loại Tiếp tục chọn, chọn từ trong hơn 1.000 loại đó Sau cùng chọn ra 65 loại 65 loại cũng không phải ông ta có thể đọc hết Ông ta làm gì có nhiều thời gian đến thế Nên ông ta đã nghĩ ra một chủ ý trong 65 loại này Phàm những gì có liên quan đến Tu thân, tệ gia Trị quốc, bình thiên hạ Những lý luận này Lý luận là trí tuệ Phương pháp, kinh nghiệm Cho đến hiệu quả Ghi chép những văn tự này lại Để ông xem Đây chính là quần thư trị yếu Nguồn gốc quần thư trị yếu là như vậy Là những gì đường Thái Tông muốn đọc Dùng thời gian 4-5 năm hoàn thành nó Ông có được bộ sách này Không khi nào rời khỏi tay Những dương công đại thần Cán bộ quan trọng Đều tặng cho họ Mỗi người một cuốn Lúc đó chưa có thuộc in ấn Đều là viết tay, chép tay Nên phân lượng không nhiều Tất cả đều y theo bộ sách này làm phương châm và nguyên tắc trị nước xử sự nên thành tích chính trị của ông rất khả quan khai nguyên trinh quán thời nhà đường Trở thành triều đại có nền chính trị tốt nhất trong lịch sử Hiểu được điều gì? Kiện quốc quân dân giáo học di tiên Hiểu được đạo lý này Là thành thị trong lịch sử Trung Quốc Văn cảnh thời nhà Hán khai nguyên trinh quán thời nhà đường khang hy càng long thời nhà thanh đây là những thời đại nổi tiếng hưng thịnh trong lịch sử trung quốc toàn là dựa vào giáo dục Phật giáo truyền đến Trung Quốc Tất cả những tự diện am đường Xuất gia, tại gia, học tập Phật giáo Đều dạy học ở đó Không có ngày nào gián đoạn Bình thời đào tạo nhân tài Đào tạo tư cách người thầy Đối với đại chúng Dạy học chính là kỳ nghỉ Đặc biệt là nghỉ Tết Vì thời gian nghỉ Tết dài nhất Từ ngày 8 tháng Chạp Nghỉ đến khi nào Ngày 2 tháng 2 Lễ Tế Thổ Thần Nghỉ được 2 tháng Hai tháng nghỉ Tết này Mỗi chùa đều giảng kinh Giảng được một bộ kinh Từ đầu đến cuối Người thích nghe kinh Thích nghe kinh gì Thì đến đó học Đến đó có thể ở lại Gọi là thảo kinh đơn Nghe xong mới ra gì Đến chùa Nguyên tắc của chùa là không nhận cúng dường Nhưng mỗi người đều đem theo ít tiền Đem theo ít gạo để cúng dường cúng vợ ở đó hai tháng nghe hết một bộ kinh à, cho khi nghỉ ngắn với lớp ngắn ngày một à, đưa đưa tuần đi. nửa tháng hương tổ chức tổ chức lớp dạy học à, tam giáo nho thích đúng đạo cổng những lớn lao cho xã hội Vậy mọi người đều trở thành người tốt Bởi thì xã hội an định Nhân dân hòa thuận Không có làm loạn Cho nên đất nước giàu mạnh Sản xuất được mùa Nhân dân an lạc không có can qua bình biển Không có can qua bình biển Đối nội chính là không có đạo tạc phản nghịch Đối ngoại không phát sanh chiến tranh với các quốc gia khác Ngừng chiến tranh Chăm lo văn hóa giáo dục Không còn can qua Đường Thái Tông lên làm hoàng đế Là đi theo đường lối này không còn sử dụng vũ lực Sùng đức hưng nhân Tôn sùng đạo đức Gọi là sùng đức Hưng khởi thi hành chính sách nhân từ Gọi là hưng nhân Chính sách nhân từ là gì? Dùng Phật Pháp để nói Giúp nhân dân lìa khổ được vui Là mục tiêu hàng đầu của việc thi hành chính sách quốc gia Đây gọi là chính sách nhân tự Tư tưởng của các bậc thánh hiền Hầu như đều tương đồng. Nên Mạnh Tử nói, Dân di quý, quân di khinh. Tư tưởng này đưa ra từ hai ngàn năm trăm năm trước. Vị đế dương nào Hiểu được câu nói này Khi họ làm hoàng đế Đều rất quan trọng nhân dân Thời đại của họ nhất định hương thịnh Thời đại họ đang tại vị Nhất định là an định hòa bình Được nhân dân ủng hộ đặt hạnh phúc của trăm họ lên hàng đầu, quốc thái dân an. À. Nếu, Nếu không chăm lo lợi ích cho trăm họ, chỉ quan tâm hưởng thụ ăn uống chơi bời cho riêng mình, hoàng đế này sẽ bị người lật đổ. họ sẽ bị mất nước quý vị xem mỗi triều đại hoàng đế cuối cùng của mỗi triều đại đều như vậy bị người lật đổ không chăm lo cho trăm họ nói thật thời đại nhà thanh mỗi vị đế dương học hành đều không tệ đều hiểu được đạo lý này đến vị hoàng đế sau cùng là quan tự đều vô cùng nhân từ nhưng ông không có quyền thái hậu từ khi nắm quyền từ khi chỉ là hưởng thụ bản thân không quan tâm sống chết của nhân dân nên nhà thanh mất nước trong tay bà ta có người nói là bà đến để trả thù bà là người của mãn tộc lúc nhà thanh khai quốc đã tiêu diệt dân tộc nhỏ này Tập trưởng của tập này phát thị giới trời Trong dân tộc tôi còn một người nữ cũng phải báo thù Đây là thâm cừu đại hận Nên khi nhà Thanh nhập quan Thống trị Trung Quốc Trong cung đình Không cho phép người của mãn tộc tiến nhập Có lệnh cấm đến hàm phong hai trăm năm qua đi không xảy ra chuyện gì hoàng đệ hàm phong biết từ hy là người mãn tộc cho phép bà nhập cung không tuân thủ giáo huấn của tổ tông nên bị diệt vong vấn đề này quả thực đã ứng với lời của tộc trưởng khi mãn tộc bị tiêu diệt trong tộc chỉ còn một người con gái cũng phải báo thù Từ khi đích thực là đầu mối Của thiên tai ngày hôm nay Bà coi thường văn hóa truyền thống Bà cũng coi thường Phật Pháp Tự xưng là lão Phật gia Hay nói cách khác Chư Phật Như Lai ngồi bên cạnh bà Bà ngồi ở giữa Là lão Phật gia Khác với ngày xưa Ngày xưa liệt tổ liệt tông của bà Hoàng đế nhà Thanh Đều là đệ tử kiền thành của Phật Quy y thượng sư Tự xưng là đệ tử Phật Sự cung kính đối với cổ thánh tiên hiền chư Phật Bồ Tát Đến từ khi thì không còn nữa sự dẫn đầu không tốt đẹp Trên làm sao dưới làm vậy Nên người bên dưới Cũng không tôn kính truyền thống Không tôn kính Phật Pháp Phật Pháp suy yếu dần từ đây Từ khi ảnh hưởng 100 năm Đến sau khi nhà thành mất Nho thích đạo Hoàn toàn suy thoái Đầu năm dân quốc Còn có người nói Nhưng không có người hành Năm mươi năm gần đây Đến người nói cũng không có Cho nên thiên tai khởi dậy Đạo lý này Không thể không biết Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật